Thưa quý vị, sau 2 năm hoạt động thì Formosa Hà Tĩnh đã lỗ lũy kế hơn 1 tỷ Mỹ Kim. Tin đến từ Việt Nam của trang thông tin Cafef vào ngày 1 tháng 9 năm 2020 loan tin. Sau 2 năm chính thức đi vào vận hành và cho ra sản phẩm kinh doanh, Formosa Hà Tĩnh đã lỗ lũy kế 25.388 tỷ đồng, tương đương gần 1.1 tỷ Mỹ Kim, bằng 1 phần 5 vốn điều lệ của công ty. Formosa được nhà cầm quyền cộng sản cấp giấy phép vào năm 2008. Và cho đến năm 2016 thì công ty này gây ra thảm họa môi trường biển ở miền Trung Việt Nam, khiến cho đời sống của nhiều người dân rơi vào cảnh bần cùng. Dù vậy, Formosa vẫn luôn được nhà cầm quyền che chở vì đây là công ty có vốn đầu tư ngoại quốc lớn nhất ở tỉnh Hà Tĩnh với số vốn 5.5 tỷ Mỹ kim. Từ năm 2018 cho đến nay, công ty này vận hành với công suất 7.1 triệu tấn thép thô mỗi năm. Năm 2019, sản lượng thép của Formosa đạt gần 5.1 triệu tấn và đang có kế hoạch xây thêm lò cao thứ ba để nâng công suất lên 22.5 triệu tấn cho một năm. Theo Cafef, kết quả kinh doanh năm 2019 của Mô Sa Hà Tĩnh thu được 71.664 tỷ đồng, tăng 11.66% so với năm 2018. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế năm 2019 lại lỗ đến 11.538 tỷ đồng, còn năm 2018 thì lỗ 2.727 tỷ đồng. Nguyên nhân của việc kinh doanh lỗ được ca phép cho rằng là do chi phí đầu vào của Formosa tăng mạnh, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao nhưng giá thép thành phẩm thì liên tục bị giảm. Dữ liệu của Hiệp hội Thép cho biết, trong 7 tháng vào đầu năm 2020, Formosa Hà Tĩnh sản xuất được 369.650 tấn thép xây dựng, giảm 5.12% so với cùng thời kỳ năm 2019.